quý vị và các bạn đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Thưa quý vị khán giả, để có thể thưởng thức những bộ phim thì chúng ta có thể lựa chọn nhiều nguồn khác nhau, có thể đến các cửa hàng băng đĩa, có thể ra rạp xem phim, nhưng mà có thể nói là tiện lợi nhất vẫn là ngồi tại nhà và xem phim truyền hình. Và với sự ra đời của truyền hình số, truyền hình cáp thì phải nói là một ngày chúng ta có thể thưởng thức cả chục bộ phim khác nhau với nhiều thể loại từ phim Việt Nam cho đến phim nước ngoài. Và có thể nói rằng phim truyền hình nhiều tập đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chẳng may ba mẹ con mất sớm, để lại cho nội 5 đứa cháu gái. May có con là con trai. Tôi với anh không thể trở thành một cặp được. Anh nghe rõ chưa? Tao muốn cho mày bỏ nhau luôn á. Cứ muốn kết thúc câu chuyện của mình nơi đây. Tay trao yêu thương mà tim đau. Quanh anh có biết bao nhiêu người phụ nữ, nào là hot girl, chân dài, người mẫu và cả máy bay bà già nữa. Anh còn muốn đưa tôi vào bộ sưu tập của anh để làm gì? Tại sao không phải là tôi? Bữa tối thì trong thời gian rảnh rỗi tôi cũng thích coi những cái bộ phim trên truyền hình nó chiếu, vừa cái không có mất tiền để mua vé như đi coi phim, mà hơn nữa gia đình nó tối sum họp lại coi. Rồi nhiều khi mình làm công việc lạc quạt ở nhà đó, mình không có mất cái thời gian mà mình bỏ ở nhà. Như là những cái bộ phim này rất hay, như là nó người ta giáo dục về cái gia đình và xã hội, thì mình biết ở trong gia đình vậy là gia đình tôi cũng hay thường xuyên là thích coi. Tôi thì ban ngày phải vừa đi học và vừa đi làm nên chỉ rảnh thời gian buổi tối thôi. Khi tối về thì mệt mỏi thì thường mở phim truyền hình để coi. Thì bây giờ cảm thấy phim truyền hình diễn viên rất là đẹp, diễn rất là tự nhiên và có tính giáo dục rất là cao nên tôi rất thích xem phim truyền hình. Tôi làm việc tại quán cà phê, trong quán có lắp ráp TV, công việc làm trong quán thì cũng không có thời gian lắm cho nên không có đi ra rạp chiếu phim được. Tại quán tôi cũng mở phim truyền hình coi cho nó tiện. Hôm nay là cuộc đua cuối cùng của đời sinh viên. Người nào về chót sẽ phải đại cả nhóm một bữa. Tất cả đồng ý không? Yeah. Hiện nay khán giả có thể tìm xem rất dễ dàng vào các khung giờ hàng ngày với lịch chiếu phong phú và đa dạng. Đặc biệt khi phim truyền hình được thổi làn gió mới, từ đề tài, nội dung rất gần gũi với các bà, các chị. Bây giờ chỉ có một tiếng thôi. Trả hay là không trả? Dĩ nhiên là tụi tôi phải trả rồi. Chứ cho tụi tôi một thời gian đi. Mình cũng mường tượng được cái đối tượng khán giả ở đây là chị em phụ nữ, những tiểu thương cũng như là những bà nội trợ là đối tượng khán giả rất là nhiều. Và chính sự phát triển của phim truyền hình nó giúp cho chị em có nhiều sự lựa chọn, đặc biệt là cái danh mục những cái bộ phim chiếu trên TV hiện nay rất là nhiều và giúp cho mọi người có được thêm nhiều cái sự lựa chọn trong cái việc mà thưởng thức cũng như là giải trí. Thì đây cũng là một cái điều rất là hay. Nhưng mà quý Bình vẫn muốn nhắn nhủ là chúng ta nên tạo ra những cái sản phẩm làm sao mà giúp cho chị em có thể thưởng thức nó một cách ngon nhất, thì nó vẫn mang lại cái giá trị nghệ thuật cao ha. Đương nhiên rồi, anh thì lúc nào em cũng sẵn sàng phục vụ cho anh mà. Hàng trăm tập phim cứ đều đều được phát sóng trên các đài truyền hình trung ương và địa phương. Các khán giả cứ khóc, cười, sống cùng nhân vật từ tập này sang tập khác. Để có thể giải đáp câu hỏi là tại sao chị em phụ nữ lại mê phim truyền hình đến như vậy, thì ngày hôm nay Vân có mời đến trường quay hai vị khách mời và họ sẽ cùng giải đáp cho chúng ta điều đó. Người đầu tiên mà Vân muốn giới thiệu cùng quý vị là một người cũng rất là mê phim truyền hình. Chúng ta sẽ cùng làm quen với chị Mai Thi. Xin chào MC Thanh Vân, xin chào chuyên gia tâm lý Bích Hồng và xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả đang xem chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Cảm ơn vì Mai Thi đã nhận lời đến với chương trình ngày hôm nay và cũng đã giúp chị Ốc giới thiệu người còn lại, một nhân vật rất là quan trọng trong cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chuyên gia tâm lý Bích Hồng. Xin chào cô Bích Hồng ạ. Vâng, cảm ơn Thanh Vân và xin mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay thì Mai Thi đến với chương trình với tư cách là một người xem phim truyền hình và cũng có tình cảm với những bộ phim truyền hình. Thì xin hỏi Mai Thi trước là tại sao bạn lại có tình cảm đặc biệt với những bộ phim truyền hình? Phim truyền hình có một cái là mình rất là tiện. Ví dụ như bây giờ em có thể vừa xem phim, em vừa làm một số công việc ở nhà cũng được. Rồi em cũng có thể trông con cái. Đó thì thêm nữa là vậy nè, em rất là thích phim Việt Nam. Tại vì phim Việt Nam á, mình nhìn trong đó thấy là hình ảnh của mình, văn hóa mình, tiếng nói ngôn ngữ của mình và cái tâm lý của nhân vật nó cũng gần gũi với mình nữa. Và đứng dưới góc độ của một người nghiên cứu về tâm lý thì theo cô Bích Hồng là tại sao mà chị em phụ nữ lại thích xem phim như vậy?
hình như con số này có vẻ nhiều hơn so với đàn ông phải không cô? Kể ra thì mình cũng chưa có một nghiên cứu chính thức, nhưng mà cái nhìn tổng quan thì ta không thấy là đa phần và phụ nữ thì gắn với phim truyền hình nhiều hơn là nam giới. TV có sẵn ở nhà rồi ha, rồi cái giờ chiếu cũng rất là rõ ràng, minh bạch, cho nên là phụ nữ hoàn toàn có thể sắp xếp thời gian như thế nào để có thể là mình cho phép mình được thảnh thơi trong một tiếng hay là 45 phút hay là 2 giờ để mình xem một cái bộ phim mình ưa thích. Rồi chưa nói chuyện là rất thuận tiện là cùng lúc xem phim, cùng lúc làm những việc khác, cho mình cảm giác là mình được nghỉ ngơi giải trí nhưng mình không có mất trách nhiệm, là mình vẫn chu toàn. Và cơ bản nữa là đối với phụ nữ đó thì họ sống thiên về cảm xúc nhiều hơn, cho nên là phim truyền hình thì các bạn thấy là họ nắm bắt cái tâm lý của người xem, họ cũng xây dựng những cái tình tiết, những cái nhân vật với những tâm trạng, và cái nội dung của phim thì nó cũng gắn với đời thường. Liệu rằng có bao giờ phim truyền hình nó cũng khỏa lấp một cái điều gì đó còn trống trải, còn thiếu thốn về mặt tình cảm của người phụ nữ hay không? Với Mai Thi thì sao? Thi có bao giờ Thi cảm thấy là mình bị chới với trong một giai đoạn nào đó, hoặc là có một cái vấn đề gì đó làm cho bạn cảm thấy lo lắng, bất an, và những bộ phim truyền hình cũng phần nào giúp bạn giải tỏa điều đó không? Khi mà những diễn viên á, người ta đóng phim, người ta đóng hóa thân thành những nhân vật, thì phần nào đó em thấy là hiện thực giúp giấc mơ của những người bình thường. Ví dụ những bà nội trợ đi, thì người ta bận bịu cơm áo gạo tiền, rồi chồng con, và người ta có nhiều giấc mơ người ta bỏ lỡ trong đời lắm. Rồi nhiều cái chuyện ở trong cuộc sống người ta bất mãn nhưng mà vẫn phải chịu đựng. Thì họ nhìn thấy trên phim, ồ cô gái đó xinh đẹp, tự do, thoải mái, và giống như là giấc mơ của họ đang hiển hiện trước mặt họ vậy. Đó là một cái nhu cầu được giải tỏa tâm lý, được nhìn thấy giấc mơ của mình. Và còn một khía cạnh nữa, thì em thấy là trên phim có khi mình lại nhìn thấy chính mình trong đó. Ví dụ như người bán hàng rong cũng có thể nhìn thấy mình trong đó. Rồi một cô sinh viên mới ra trường không kiếm được việc làm, nhiều nỗi lo lắng, cũng nhìn thấy mình ở trong đó. Một bà nội trợ bị chồng phản bội cũng nhìn thấy mình ở trong đó. Rồi như vậy á, nhưng mà nó khác một chuyện là ở ngoài đời thường nè, ví dụ như em đi, những cái nỗi niềm đó chỉ có em hoặc là vài cô bạn thân biết thôi. Còn ở trên phim thì cái nhân vật đó, cái thân phận đó được tất cả mọi người biết đến và đồng cảm và chia sẻ, thì nó cũng lại giúp người ta giải tỏa được thêm một cái nhu cầu tâm lý nữa. Nói coi như là nói thật và nói sâu hơn nữa, thì đã bao giờ Mai Thi làm một cái điều gì đó mà trước đó Thi nghĩ rằng là Thi sẽ không làm, thế nhưng mà Thi thấy cái nhân vật nào đó nó giống mình và Thi quyết định là Thi làm một cái điều gì đó giống như nhân vật mình đã từng xem không? Bình thường thì em sẽ là người dễ nổi nóng, tại vì tính em thật tính á, em hay dễ nổi nóng. Nhưng mà khi em xem phim á, em thấy được có nhiều chị á cư xử quá hay đi, nhiều cái nhân vật chứ cư xử quá hay đi. Gọi nhân vật nhưng mà gọi là chị luôn, là nhiều chị, có nghĩa là giống như là cái người chị mình của mình ngoài đời vậy đó, giống như là dạy được mình cái cách mình cư xử. Thì em thấy là thật ra cái nhân vật trên phim người ta cũng dựa trên cái tâm lý của đời thường đúng không chị? Em thấy là cái chị đó chị hay quá, chị không có la hét gì hết mà chị sử dụng những cái chiêu rất là cao cơ. Cái mình về mình học, mình cũng thử, mình thấy hiệu nghiệm chị. Ví dụ như là thay vì mình la vậy không, mình im mà kiểu giống như là thi gan cùng tuế nguyệt á, là rốt cuộc là sẽ có người chịu thua mà đó không phải là mình. Ngồi xuống đây, tôi kể bà nghe. Trời ơi, ai cũng đồn á là tại vì cái ông mập ổng dê bà một cách mất dạy quá cho nên bị đại gia của bà thanh toán đó. Đại gia của tôi? Phim truyền hình nhiều tập mang lại những câu chuyện thú vị, những nút thắt mở trong phim thường khiến khán giả bị lôi cuốn theo. Người xem rất dễ có thể đồng cảm với những gì xảy ra trong phim. Khi nhìn thấy các nhân vật đau khổ, họ cũng có thể cảm thấy đau buồn và bất hạnh như nhân vật. Cảm xúc từ phim truyện có thể lấn át cảm xúc thật và len lỏi vào cuộc sống người xem nếu chúng ta quá lạm dụng phim truyền hình. Đã đến nông nỗi này rồi mà em còn nói không sao nữa hả? Chứ anh muốn em phải nói như thế nào thì anh mới chịu vừa lòng. Đó là những cái điều tốt đẹp mà chúng ta vừa nói tới. Tuy nhiên có một thực tế cũng không thể phủ nhận, không phải là bộ phim truyền hình nào cũng hay. Có nhiều bộ phim thì Vân thấy là nó quá dài, tức là khi mình xem mình mất quá nhiều thời gian. Thế nhưng hỏi ra thì các chị em phụ nữ nhiều người mê đắm đuối luôn, coi như là bỏ hết thời gian ra để xem những cái bộ phim như vậy. Và nếu như là Thi thì Thi có tiếp tục ủng hộ những bộ phim vậy hay không? Thì em cũng thấy có những bộ phim càng bị chê thì người ta lại càng xem nhiều. Lý do tại sao vậy? Em nghĩ đó là một cái hiệu ứng truyền thông ngược đó chị. Ví dụ khi mình cứ nghe lặp đi lặp lại về một cái vấn đề gì đó, thì có thể ban đầu mình xem phim cô mình cũng không có để ý là phim đó phim gì đâu. Nhưng mà khi mình nghe vậy cái nói mình phải xem cái đó là như thế nào.
Có một cái nhu cầu nữa là khi mà người ta nói, người ta bàn chuyện với nhau, người ta nói ê hôm qua có xem phim đó không, phim đó nó dở quá, cái mình không biết gì hết, ủa dở chỗ nào, mình không tham gia được vào câu chuyện đó thì mình cũng buồn. Với lại nhiều khi trong phim á lại có một cái nhân vật mà mình rất là thích, cho nên là mình cứ canh để mình coi nhân vật đó. Ví dụ như ai thích chị Thanh Vân là cứ coi, là bấm lên là coi chị Thanh Vân thôi, coi coi hôm đó là chị ăn bận thế nào, chị nói cái gì. Có một điều nữa mà Vân nghĩ là chúng ta cũng nên nói qua, đó là có nhiều người quá mê phim truyền hình và họ để cho những cái cảm xúc của phim á lấn át cả cái cảm xúc thật của chính mình. Theo cô thì khi mà lạm dụng quá cái việc xem phim truyền hình, nhất là những bộ phim mà nhiều tập như vậy, thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng tâm lý như thế nào đối với người xem phim nói chung và đối với chị em phụ nữ nói riêng? Thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta dễ bị tức giận theo nhân vật, chúng ta dễ là lo buồn theo nhân vật, rồi thậm chí chúng ta có thể là ghen giùm cho nhân vật, nghĩa là chúng ta sống cùng với nhân vật rồi thì chúng ta cứ lúc nào cũng mang cái tư tưởng là chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề đó thay cho nhân vật, thì cái đó nó biến cho cái cuộc sống của chúng ta trở nên ảo đó, thì cái đó là cái rất là bất lợi. Cái điều thứ hai á, là phim á, nó cũng làm ảnh hưởng lên cái định hướng giá trị ở trong xã hội. Các bạn sẽ thấy rằng là có những cái bộ phim mà cái tính nhân văn nó cao, trong một cái khoảng thời gian nào đó mà trên truyền hình mình phát những cái bộ phim có tính nhân văn cao, thì bạn lại thấy rằng giới trẻ hoặc là khán giả phụ nữ chúng ta đó cũng nói năng với nhau, cũng bàn luận với nhau và cũng đề cao những cái giá trị tốt đẹp đó. Nhưng mà nếu như trong một cái thời gian nào đó mà phim truyền hình đề cập đến những cái vấn đề thời sự, ví dụ nó tới gần đây là cái chuyện ngoại tình, thí dụ như vậy, tức là khá nhiều những cái bộ phim mà đề cập đến ngoại tình, thì làm cho khá nhiều phụ nữ chúng ta là nghi ngờ ông chồng mình nha, hoặc là cảm giác như là đàn ông bây giờ là rất là đáng sợ, phải không ạ? Thì cái đó nó rất là dễ làm ảnh hưởng lên cái đời sống của khán giả của chúng ta về mặt cảm xúc. Cô Bích Hồng nói là thi ở bên cạnh cái gì mà thì cảm thấy đúng và tâm đắc nhất với những lời chia sẻ vừa rồi của cô Bích Hồng. Em á là em sợ những cái cảnh là cưỡng bức nè, hoặc là những cái là bị phản bội từ những người thân á, rồi bị lừa đảo, cho nên khi mà em xem em bị là nó vô thức thôi chị, mình thấy mình nghi ngờ hết tất cả mọi chuyện xung tự quanh như mình bị như vậy. Một cái khía cạnh khác nữa đó là trong các bộ phim truyền hình bây giờ thì giống như là họ cũng lý tưởng hóa cuộc sống đời thường. Thế nhưng có bao giờ những điều đó nó gây ra một cái ảo vọng nào đó về cuộc sống của chính những người bình thường không? Với Thi nghĩ là điều này có thể xảy ra không? Thì em nhớ hồi lúc em còn nhỏ đó, 15, 16 tuổi á, là bắt đầu có phim nước ngoài qua. Mà ở trong đó, hồi đó ở bên mình xe hơi đâu có nhiều đâu cô với chị. Mình thấy chỗ ai cũng đi xe hơi mà ở nhà thì đẹp như là khách sạn vậy đó. Rồi sau này phim truyền hình Việt Nam của mình như là cũng đi theo cái trào lưu đó. Thì em cũng thấy là mình xây dựng lên phim á, thì cái bối cảnh sạch sẽ rồi đẹp đẽ sang trọng thì nó cũng có cái phần tích cực của nó. Nhưng mà khi mà cái ước mơ của người ta đó, ai cũng có ước mơ, nhưng mà ước mơ nó quá xa rời với cái thực tế như chị nói á, thì nó sẽ xảy ra là sinh ra là bị ảo tưởng. Và cái ảo tưởng đó không phải chỉ là những cái lúc mình nắm mình trên phim thôi. Tại vì á, ở trên phim á, chị em thấy á, cô cũng thấy là có nhiều khi trong một bộ phim á, một cái tập phim ngắn thôi, mới đầu phim là cô này là cô sinh viên nghèo, mà tới cuối cái tập đó là cổ đã thành một bà giám đốc có xe hơi hay có gì đó rồi. Cái chuyển biến tâm lý nó quá nhanh. Người ta thấy là ủa sao có dễ dàng quá vậy? Thì nó sinh ra là người ta sẽ xem trọng những cái giá trị vật chất, và người ta đánh giá người khác qua những cái giá trị vật chất nữa. Rồi người ta cứ nghĩ là những cái chuyện đó nó bình thường lắm, mà không có là không được. Và như nãy chị cũng nói nữa, khi trở về với cuộc sống của mình đó, thì người ta cảm thấy là người ta không chấp nhận được. Rồi người ta lại tiếp tục đắm chìm trên phim tiếp. Cứ như vậy cái cuộc sống của họ, họ sẽ không làm được bất kỳ cái việc gì thực tế, và không có đưa ra được một cái sản phẩm nào đó lao động cho xã hội hết. Em nghĩ là cái đó rất rất là nguy hiểm đó chị. Theo cô Bích Hồng thì những cái biểu hiện nào cho thấy là cái người khán giả xem phim, nhất là chị em phụ nữ, đang có cái vấn đề về mặt tâm lý, rằng là họ đang bị chìm đắm trong hình ảnh, trong bối cảnh của những bộ phim quá nhiều mà quên đi cái cuộc sống đời thực của mình? Giống như Mai Thi nói là khi người ta không hài lòng về cuộc sống thực tế, người ta mơ ước là có được một cái công việc như vậy, có được một gia đình như vậy, có được một cái cơ ngơi như vậy, và người ta cố gắng, người ta đặt mình vào trong vị trí nhân vật để người ta được tận hưởng cái thời gian đó. Chính vì lẽ đó mà Thanh Vân mới bắt đầu thấy là họ bị lậm. Họ lậm chỗ là giống như họ bị ghiền. Cái biểu hiện rất là rõ là họ phải bằng được xem đầy đủ các cái tình tiết của bộ phim.
ngộ nhỡ như hôm nào mà không coi được cái tập đó thì họ bức rước. Tức là họ cảm giác rằng họ thiếu một cái mạch chuyện, là họ thấy rằng cuộc đời của họ cũng bị hụt hẫng. Đó. Rồi điều thứ hai là bắt đầu họ nói những cái câu nói lấy từ trong phim nói ra. Đó, hoặc là họ ăn mặc cũng bắt đầu theo cái xu hướng của nhân vật mà họ yêu thích. Rồi thì khi họ giải quyết vấn đề gì, họ đưa ra quan điểm gì thì hầu như là câu nói của họ đều giống như là những cái cách giải quyết vấn đề trong phim. Và nếu như mà mình mà cảm thấy mình như vậy đó thì bạn sẽ hiểu rằng là bạn đang bị ảnh hưởng quá nhiều, nhất là xung quanh bắt đầu người ta nói rằng là có vẻ sến quá, hoặc là có vẻ tinh mây quá, hoặc là cũng có khi họ nói là đây họ gọi mình là tên của nhân vật ở trong phim luôn, thì có nghĩa là đó là những biểu hiện cho thấy là bạn bị ảnh hưởng quá nhiều, bị chi phối quá nhiều. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta tỉnh táo để thưởng thức những bộ phim truyền hình đúng nghĩa mà vẫn giữ được cái con người thật của mình trong cuộc sống thật của mình. Theo Mai Thi thì chúng ta nên làm điều đó như thế nào? Dạ, em nghĩ cái đầu tiên là mình phải cân đối cái thời gian. Mình tăng cường những cái hoạt động giải trí khác mà nó có tính chất thực tế và nó có tính chất là giao lưu với những con người thực tế hơn, để mình cảm thấy được là à, ngoài kia cái cuộc sống nó đang diễn ra rất là vui, rất là sôi động và rất là sinh động nữa, chứ không phải là chỉ là những cái bộ phim ở trên truyền hình mà mình đắm đuối trong đó. Vậy thì theo cô Bích Hồng thì mình nên bổ sung điều gì nữa để có thể cân đối lại việc xem phim ạ? Thì ngay cái trong cái TV bạn có thể bật kênh này bật kênh kia, bạn có thể mở những cái kênh để mình học hỏi thêm, hoặc là xem chương trình về game show ví dụ, hoặc là những cái chương trình xem chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Đúng rồi, đó là chương trình Vui Sống Mỗi Ngày với rất là nhiều những cái bài học kinh nghiệm về giáo dục rất là tốt. Thì đấy cũng là một cách để mình cân đối lại, mình không bị ảnh hưởng bởi phim. Nhưng mà cái mấu chốt như nãy tôi có chia sẻ các bạn đó, khi mà một người nào đó mà họ bị ảnh hưởng quá nhiều vào một cái loại hình giải trí nào thì đôi khi là vì trong cuộc sống thực của họ họ bị hụt hẫng. Và vì vậy nếu như mà bạn cảm giác rằng là bạn chỉ có đến phim thì bạn mới thấy vui được, thì có nghĩa là bạn đang có vấn đề. Đó. Vậy thì tốt nhất là bạn đừng để cái bộ phim đó nó giải quyết giùm cho bạn. Yeah. Mà bạn hãy nhìn lại thực tế, tôi đang không hài lòng điều gì, tôi đang lo lắng cái chuyện gì. Và nếu được thì bạn có thể nhờ cái hoạt động tham vấn tâm lý để bạn có thể giải tỏa tận gốc và những cái lo toan là những cái nỗi niềm của bạn. Thì bằng cách đó phim chỉ còn một cái nghĩa là giải trí và tinh thần vui cho bạn thôi, chứ nó không phải là một liệu pháp cho bạn nữa. Thì tôi cho rằng cái đó là cái mà chúng ta nên lưu ý. Và xin được cảm ơn cô Bích Hồng, cảm ơn Mai Thi rất là nhiều vì cuộc trò chuyện ngày hôm nay với những ý kiến vô cùng thực tế mà cũng rất là sâu sắc nữa. Cảm ơn Thanh Vân và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Cảm ơn cô Bích Hồng, cảm ơn chị Thanh Vân hôm nay vì một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Vâng, mong là những bộ phim truyền hình không chỉ của Việt Nam chúng ta mà cả những bộ phim truyền hình nước ngoài khi đến với đất nước ta thì sẽ ngày càng hay hơn, bổ ích hơn, không chỉ đem đến giá trị về mặt thư giãn giải trí mà còn là giá trị sống, và qua đó chúng ta sẽ hoàn thiện mình tốt hơn. Và chính những người phụ nữ sẽ là những người chủ động trong việc này để chúng ta có thể cập nhật những thông tin tốt, lèo lái con thuyền gia đình mình ngày một ấm áp hơn, dạy dỗ những đứa trẻ trong gia đình mình luôn trở thành những người có ích cho xã hội. Tôi nghĩ là phim truyền hình có thể làm được điều này, nhưng chính chúng ta sẽ phải là người chủ động chọn lựa và hãy dành thời gian cho phim một cách phù hợp để bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể dành thời gian cho bản thân cũng như gia đình mình nhé. Cảm ơn quý vị vì quý vị đã theo dõi cuộc trò chuyện ngày hôm nay.